Xin chào tất cả mọi người, tôi là Long Ngọc Toán. Hiện tại tôi đang làm kinh doanh cho một công ty lớn tại Việt Nam. Thì cũng như tất cả mọi người đi làm công ăn lương khác thì công việc của tôi cũng là ngày làm 8 tiếng, sáng đi chiều về. Nên là cái thời gian dành cho bản thân, cho gia đình và cho những cái sở thích cá nhân thì nó rất hạn chế. Thì đương nhiên mình là một người hướng ngoại và thích những cái chuyến đi du lịch. Nên là mình đã tìm hiểu và những cái công việc mà nó đáp ứng được cái tiêu chí như là tự do tài chính, tự do thời gian để mình có thể chăm sóc bản thân, gia đình. Từ đó tôi tìm thấy được Affiliate Marketing, mà cụ thể là Clickbank. Thì mình đã làm Affiliate Marketing một thời gian và cho ra những cái kết quả rất là khả quan. Hiện tại như các bạn thấy thì mình đang đi du lịch ở Phú Quốc cùng với team của mình. Mình đang rất là hạnh phúc trong cái thời gian này. Mình đã chọn Clickbank và mình sẽ đi đến cùng với nó. Thì bây giờ cái thời gian nó cũng không có nhiều nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về Clickbank trong những cái video tiếp theo. Xin chào.